Chào các bạn, đây là cái file mình viết ra để giúp mọi người có thể tách các cái chuỗi dữ liệu của mình thành riêng biệt, thành số riêng, thành chữ riêng, hoặc là tách bởi các cái ký tự nó đặc biệt, hoặc tách lấy email thì đều có. Ở đây mình có ba cái chức năng là tách, đây là tách số và chữ riêng biệt nhau, còn đây là trường hợp mà mình tách bởi các cái ký tự đặc biệt, còn đây là trường hợp mình tách để lấy email. Đấy là ba cái chức năng là nó có thể hoạt động được. Thì ví dụ như là mình đã tạo sẵn một cái bảng dữ liệu để mình làm bài test như thế này. Cái đầu tiên là mình có cái dạng text mà nó có cả số và chữ gắn liền với nhau, các cái chuỗi mà nó có cả số chữ gắn liền với nhau. Thì bây giờ mình có thể gọi nó ra đây. Là mình copy ra này. Rồi. Sau khi đấy mình chọn đúng cái thao tác nhé, là mình chọn đúng cái chức năng của nó là tách số và chữ, được chưa? Rồi các bạn có thể nhấn extract. Đấy. Thì ở đây là tất cả phần số và phần chữ nó được tách biệt nhau bởi các cái hàng cột riêng. Rồi từ đấy các bạn có thể lấy được là lấy dữ liệu cột mong muốn của các bạn là lấy theo cột 2 3 4 gì đấy. Thì ở đây có thể là số và chữ nó xen kẽ nhau rất là nhiều lần thì nó đều tách được cả. Đấy. Còn trường hợp thứ hai là mình tách bởi các cái ký tự đặc biệt. Đây, giả sử như là mình có cái chuỗi văn bản như thế này thì mình cần phải tách nó ra là bằng cái ký tự là thăng. Thì các bạn sẽ chọn ở đây là extract by symbol. Sau đấy các bạn nhập vào đây là thăng. Rồi, enter đấy. Khi đấy là các bạn có thể ấn extract là nó sẽ ra. Đấy, cái này không phải là gì đâu, tại vì là lúc nãy mình tô màu cho nó nên là nó còn lại thôi, chứ bình thường là nó không có màu gì cả. Thì các bạn có thể kiểm tra này. Không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử phải dài một gang. Đấy. Thì yên tâm là nó tách sẽ đúng. Còn một vài trường hợp nữa là cũng vẫn là ký tự thôi. Ví dụ như là trường hợp này cũng có trong thực tế, nó cũng có thể xảy ra là các cái ký tự nó cũng không phải là đặc biệt mà nó là dạng chữ cái, ví dụ như là chữ chữ đây, chữ XZ này chẳng hạn, hoặc có thể file của bạn nó là một chữ khác. Thì đơn giản là các bạn cứ thấy nó tách nhau bởi cái gì thì mình đánh nó vào đây, chữ XZ đúng không? Rồi. Vẫn là kiểu là tách bởi ký tự extract by symbol. Thì bây giờ các bạn ấn extract. Rồi bây giờ kiểm tra này. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Nhớ thằng đẩy bố xuống mương, bố mà vớ được bố tương vỡ mồm. Đây, đọc mà nó không bị mất từ như này có nghĩa là nó đã tách đúng. Đấy. Rồi, trường hợp đây là lấy từ cột E. Đây, trường hợp ví dụ như là bạn chỉ đơn giản là các cái từ của bạn nó có thể là nối liền nhau nhưng mà có một cái đoạn nào đấy nó cách nhau bởi một dấu cách. Thì trường hợp này các bạn cũng chỉ cần đơn giản là các bạn ấn dấu cách thôi chứ nó cũng không có gì khác cả. Nhưng mà phải ấn dấu cách vào nhá. Ở đây nó có dấu cách này, đấy, chứ không phải là để trắng nhá. Nếu mà để trắng rỗng ở trong thì nó không tách được. Đấy, các bạn ấn extract thì nó vẫn ra, đúng không? Bốn mùa xuân hạ thu đông. Mị tuy xinh đẹp ở không bốn mùa. Năm nay ế lựa vô chùa, cưa ông sư cụ bốn mùa ăn chay. Đấy, yên tâm là cái phần này mình đã kiểm tra rất là kỹ càng rồi và nó không bị sai bao giờ cả. Đây, rồi tiếp đến một trường hợp là mình muốn tách lấy email. Thì email ở đây nó có thể xảy ra ở cuối của văn bản của bạn, đúng không? Hoặc có thể ở giữa một cái chuỗi văn bản của mình. Hoặc có thể là ở đầu. Mình đã đặt các trường hợp để trong thực tế nó có thể xảy ra. Thì mình đã tách như sau, thì mình phải chọn phần email. Đúng không? Extract email này. Sau đấy rồi các bạn ấn extract thôi. Thì toàn bộ cái email này nó sẽ lấy được ra để đảm bảo là nó sẽ đúng, không 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 sai đâu. Đấy. Thì cái phần nó có ba cái chức năng này thì các bạn phải chọn đúng này. Cái chức năng email và chức năng Lumber and Tech, thì cái cột bên hông này, cái cột vàng vàng ở cột C này thì các bạn không quan tâm. Tại vì nó không có ký tự đặc biệt gì cả.
nên là bạn nhập được không nhập được, nó không dựa trên cái cột này để nó chạy cốt. Còn khi mình chọn cái symbol này thì bắt buộc là mình phải cho cái ký tự đặc biệt gì vào đây, mình phải nhập nó vào đấy. Sau khi đấy rồi các bạn mới ấn extract, thì cái file này là cái file mẫu mình tạo ra, file mẫu mình tạo ra để mình làm bài test. Thì ở cái file của bạn thì các bạn hoàn toàn có thể bôi đen và chọn lấy dữ liệu của từng vùng nào đấy, các bạn copy vào, sau đấy các bạn paste nó vào đây thì nó vẫn chạy bình thường, nó vẫn chạy. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng cái nút copy này này thì đầu tiên là các bạn phải mở cái file này lên đã, đúng không? Cái file mà chứa dữ liệu của bạn ấy, bạn phải mở lên nhé, chứ nếu mà bạn chưa mở ấy, thì nó không chạy được. Sau đấy là mình nhập tên file vào đây, tên file phải bao gồm là tên file chính xác và cả cái đuôi file của nó. Như các bạn thấy ở đây, file của mình đây là test1.xslx, thì mình sẽ phải nhập đủ cả cái phần đuôi. Nếu trong trường hợp máy của bạn mà chưa có cái đuôi nó xuất hiện lại thì nó nghĩa là nó đang ẩn, thì các bạn bật cái phần My Computer lên, sau đấy vào cái thẻ view này, đúng không? Đây là cái file name extension, tức là cái phần mở rộng cái phần đuôi file đấy. Bình thường có thể máy của bạn nó đang để không tích vào, nhưng mà bây giờ mình tích vào thì cái phần đuôi file nó sẽ xuất hiện, và bọn sẽ copy toàn bộ cả cái tên file và đuôi file và nhét vào đây đấy. Xong thì bạn bật nó lên, bạn bật và bạn để đấy. Và trong trường hợp cái sheet của bạn có cái file của bạn có nhiều sheet, ví dụ như là cái file của mình cũng có là cái sheet 3 sheet, nhưng cái sheet này không phải là cái sheet chứa dữ liệu thì mình không bật nhá. Mình phải để nó ở dạng sẵn sàng lấy dữ liệu như này, tức là ở sheet 1 thì mình bật sheet 1 lên. Sau đấy thì các bạn không nhất thiết phải để nó mở trên màn hình như này, các bạn cho nó xuống này. Rồi, cho nó xuống và các bạn nhập vào đây. Tiếp theo là cái phần này là copy từ cái hàng thứ 4 cột F cho đến hàng cuối cùng cột F. Đấy. Thì ví dụ như ở đây là cái cột F, nó là cái phần chứa thông tin về email mình cần tách, thì cái dữ liệu cần đấy nó bắt đầu từ cột số 4. Và cột cuối cùng ở đây thì các bạn không cần quan tâm, vì là mình đã viết cái code để tự nó tìm rồi, thì nó sẽ lấy toàn bộ cái code này ra. Ví dụ như là đây là cần tìm Nobita gì, đúng không? Thì đây cần tìm Nobita đây, nó sẽ lấy đủ cho bạn ra đấy. Sau đấy là khi bạn nhập cột F này, dòng thứ tư là dòng bắt đầu lấy dữ liệu này, bạn nhấn copy, được chưa? Copy thì lúc đầu ở đây nó trắng trơn, nó chưa có gì vì mình chưa tính toán mà. Rồi sau đấy các bạn tính toán, muốn tính toán thì các bạn đầu tiên các bạn chọn vào đây đấy nha. Phần này là phần lấy email thì phải chọn là extract email này. Sau đấy mình nhấn vào extract, nó mới bắt đầu tính toán và lấy dữ liệu cho mình. Đấy. Đấy là cái file, là cái trường hợp mà bạn muốn dùng cái nút copy này. Thì để ý kỹ là cái tên ở đây các bạn phải viết đúng, và bao gồm cả cái đuôi nó phải đúng. Viết hoa, viết thường, viết chính xác vào thì nó mới chạy được. Còn trong trường hợp mà các bạn viết đúng mà các bạn chưa mở, nó cũng không chạy. Đấy. Còn cái phần này thì mình vừa giải thích là từ hàng dữ liệu đầu tiên của các bạn là hàng số 4. Còn trong trường hợp hàng của bạn có thể là nó bắt đầu từ hàng thứ 7 thì bạn sẽ nhập là hàng thứ 7 nhá. Ví dụ mình nhập ở đây là 7 thì nó sẽ lấy khác đi. Nó sẽ lấy được có 3 4 dòng thôi, là từ SQL 456 đúng không? Đây SQL 456 đây, nó lấy được 4 dòng. Đấy nên là các bạn chọn chính xác là bắt đầu từ cột thứ 4 chẳng hạn. Sau đấy các bạn copy rồi các bạn về ấn extract. Rồi, thế là kết quả sẽ trả về cho bạn. Còn ở trong cái này này, cái này là các bạn không quan tâm đến cái cột màu vàng này nhé. Cột màu vàng chỉ là để mình giải thích thôi, là còn của bạn ấy nó lấy dữ liệu từ đâu thì các bạn quan tâm từ cái dòng thứ 4 trở xuống cái này. Chứ cái này là chỉ để mình ghi chú để cho mọi người hiểu là các dạng thức tách đọc dữ liệu thôi. Đấy. Còn ở trên cái chỗ này thì các bạn nói chung chỉ thao tác ở phần này cho mình nhé. Chỉ thao tác ở đây thôi, chứ đừng động chạm gì vào đây cả, nó phá vỡ cái cấu trúc file đi. Thực ra thì nó cũng không bị sao đâu, nhưng có thể là các bạn làm sai cái format đi thì nhìn nó không định dạng, nó không đúng, nhìn nó không được đẹp thôi. Đấy, thì cái này là tính toán tự động rồi, các bạn không làm gì cả, kệ nó. Trừ khi các bạn muốn copy dữ liệu, các bạn dán nó vào đây ấy, và copy bằng tay như này chẳng hạn, thì các bạn muốn copy, các bạn dán ra đây thì bản chất là nó vẫn chạy thôi. Nó vẫn chạy bình thường. Đây,
ở dạng text number này, các bạn dán vào thì nó vẫn chạy bình thường. Cái cột này nó ở dạng email thì nó không tách được cho bạn, mà nó chỉ đang tách ở dạng số. Các bạn nhìn có thấy không? Nó sẽ tách từ phần này ra này, đúng không? Rồi đến phần số và đuôi đằng sau của cái số đấy thì nó tách kiểu này. Thì đấy các bạn có thể copy, nhưng mà các bạn nhìn thấy là nó mất định dạng đi, là nhìn nó cũng khá xấu. Nên là các bạn không cần thao tác ở đây, mà các bạn chỉ cần là thao tác ở đúng cái phần mình đang bôi đen này thôi. Đây, và các bạn nên sử dụng hai cái nút này cho nó tiện cái công việc của bạn. Thì cái file này mình viết là cốt cách nó tính toán là khá là ok rồi, nhưng mà trên thực tế thì mình không biết là các bạn có thể phát sinh những cái trường hợp tách dữ liệu, tách chuỗi nó khác đi nữa, mà ba cái chức năng của mình nó chưa đáp ứng được nhu cầu của mọi người, thì các bạn có thể comment ở dưới video thì mình sẽ tiếp nhận và mình sẽ nâng cấp cái bản này lên để cho nó phong phú các cái chức năng tách để nó phù hợp với nhiều người hơn.